cái điện nhà ăn. Chị Thăm hay là chị Muộn hỏi kỹ, hỏi hỏi màu trắng hay là màu màu trắng ơi. Chưa để làm gì nữa.
chị có đứng lại qua nó được không? Lấy thôi. Thôi mà em không dùng kem dưỡng được đâu. Mấy nhỏ đi lần gần
Thank you.